Thưa quý vị đang trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Quý vị thân mến, vào dịp xuân về là dịp mà để chúng ta dù có bận rộn đến mấy cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian để trở về với gia đình của mình. Và trong những ngày này thì ai cũng đều muốn trang hoàng ngôi nhà của mình trở nên đẹp hơn để đón Tết, đúng không cô Ngọc Mai? Ngày hôm nay thì Tâm Anh đã thấy cô Ngọc Mai chuẩn bị rất là nhiều hoa lá mang sắc xuân. Không biết là cô Ngọc Mai hướng dẫn cho mọi người cùng cắm hoa để ở vị trí nào trong gia đình của mình ạ? Chào Tâm Anh, chào quý thầy cô, chào quý vị. Hôm nay để chuẩn bị một không gian xinh xắn tươi tắn cho ngày Tết, chúng ta sẽ cắm một bình hoa để ngay bàn ở phòng khách với những nguyên vật liệu của ngày xuân. Ta có đào tuyết, một ít tổ ong và hoa đồng tiền, có thể là một màu hoa hay là màu đỏ và màu vàng, đó là cái màu của ngày Tết Việt Nam. Cô Ngọc Mai ơi, trái tổ ong đó thì mình có dễ mua không cô Ngọc Mai? Hiện nay thì ở ngoài chợ đang có rất là nhiều. Đến xuân về thì tất cả các loài hoa lá đẹp đầy đủ để đón Tết. Tiết khí trời xuân cũng là lúc mà vạn vật hoa trái tưng bừng, nên em yên tâm. Và vào dịp xuân thì mọi người có thể tha hồ lựa chọn các loài hoa để trang trí cho không gian đón Tết của gia đình mình. Và tiếp theo ta có một ít hoa lan phụ nữ, lá chanh và một ít lá đinh lăng để che đế. Bên cạnh đó cũng có thông điệp của ngày xuân đó, Tâm Anh thấy là có những tấm thiệp này chúng ta có thể tự làm nè, đúng vậy. Hoặc là những cái liễn mà bây giờ ta thấy đang có rất là nhiều bên ngoài. Một cái khay như thế này, hoặc là ta sẽ có một cái bát, một cái dĩa, cũng có thể là để cắm hoa ở trên bàn khách cũng rất là đẹp. Và bây giờ đầu tiên ta tạo dáng với đào tuyết trước ha. Thì tùy vào cái nơi mà ta trang hoàng đó là không gian rộng đến đâu để ta có được cái dáng hoa vươn ra để thông thoáng, để đẹp. Và cũng đó là thể hiện một cái sự ta đang mở lòng, ta đang trải lòng ra, ta đón nhận những cái gì mà đẹp nhất của tiết trời, tiết xuân. Và để bình hoa được tưng bừng, được rực rỡ để đón Tết. Trong ngôi nhà của mình có được một cái bình hoa, hoa tươi chính là một cái năng lượng, một sinh khí, một sức sống. Vậy thì hãy dành chút thời gian để ta tự trang hoàng nơi không gian của mình. Với cái cách ta tạo dáng thì Tâm Anh thấy là nếu như hôm trước chúng ta đã học ở cái dạng cơ bản rồi, có nghĩa là ta sẽ thể sử dụng cái dạng nghiêng để trải mở ra cả hai bên hay là một bên, và sau đó ta sử dụng hoa để làm tâm, tất cả hai người cũng được. Hôm nay thì chúng ta có hoa đồng tiền, ta cho hoa đồng tiền ở vùng tâm. Hoa đang hướng về phía trước, luôn luôn được hướng về phía người ngắm, người nhìn, được chào đón tất cả những tầm nhìn đến với hoa. Nên ta thấy bình hoa mà một mặt thì hoa đầu tiên được hướng về phía trước 45 độ và sau đó được lan tỏa thêm ở các góc độ xung quanh từ từ. Nếu như có một loại hoa thì có thể là ta cắm khích lại một chút. Có nhiều loại hoa hay có nhiều màu sắc ta chen lẫn nhau thì ta có thể xem khoảng cách giữa các hoa lúc đầu ta chừa, để tí xíu nữa ta đưa vào hoa có chỗ cùng đứng. Nếu như cắm một bình hoa mà làm cho hoa bị ngợp, bị chật thì nó không còn cái tính chất là để thư giãn đó. Và ta mang thấy nè, lúc đầu ta cắm hoa màu đỏ, sau đó ta chừa và ta xem. Sắc vàng và sắc đỏ của mùa xuân, một bình hoa rất là rực rỡ. Đầu tiên ta cắm những cái nét hoa đỏ, ta chừa khoảng cách và để tiếp theo ta xem ta có chỗ để cho các hoa vàng được đứng vào và thấy đầy đủ cái đẹp của các hoa
các hoa không bị che khuất lẫn nhau. Sắc vàng và sắc đỏ của mùa xuân làm cho bình hoa của chúng ta thêm rực rỡ và rất là đẹp, đúng không quý vị? Và tiếp theo ha, ta có thể là điểm thêm nè, đó, ta đưa vào những cái tráng tổ ong. Những phần để gọi là phụ cho bình hoa, tô điểm thêm cho bình hoa thì thật ra là tùy ý thích, tùy cái việc mà ta chọn, không bắt buộc phải có đầy đủ như thế này, có thể có hoặc có thể không, và có thể là thay thế bằng tất cả những loại phụ liệu khác, có thể thay thế bằng tất cả các loại phụ liệu khác bên cạnh mình có, hoặc những loại nào mà chính bản thân mình thích. Và thêm một chút, ta có thể hoa sen từ hoa lớn đến hoa nhỏ, hoặc có thể là ta phải cho thêm một ít lá vào. Bây giờ ta có một ít lá để ta cho vào xen lẫn với các hoa, cũng chính là cái sự mà điểm thêm để thấy có một sức sống mãnh liệt, những cái nét lá xanh là sức sống, và cũng để che đế. Để ta xen lẫn vào một chút. Lá chanh chúng ta cũng có thể thay thế bằng lá tùng thơm, lá sơn tùng, loại lá gì mà chúng ta thích. Tâm An nghĩ rằng bình hoa này nếu như chúng ta thay thế bằng lá tùng thơm cũng sẽ rất là đẹp cô Ngọc Mai, bởi vì cái màu xanh non của lá tùng thơm sẽ làm cho bình hoa có thêm nhiều sức sống. Đúng vậy đó. Và ta có được lá. Tiếp theo bây giờ ta điểm một tí xíu nữa nha, ta cho vài nét lan phụ nữ vào đây để cho cái bình hoa của mình được rực rỡ hơn. Và bây giờ Tâm Anh sẽ che đế bằng lá đinh lăng cô Ngọc Mai nha. Đúng vậy. Phần ở phía trước ta được nhìn thấy, ta cho xen lẫn với cả lá chanh, và phía sau, phần mà che đế ở phía sau, ta cho một ít những cái nét lá đinh lăng. Sắc vàng và đỏ, đó là màu của ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Đó, thường hoa vàng liễn đỏ, và chúng ta kết hợp như thế này, một vài nét văn hóa của dân tộc ở ngày Tết cổ truyền, chính là ngày để tất cả người thân con cháu được tụ về chúc Tết ông bà, thường gọi là các đoàn viên. Và bên cạnh có những hoa lá để tô thắm thêm, để cho không khí được rõ hơn đến ngày xuân. Và bên cạnh ta nhớ có một chút những cái thông điệp. Chúng ta có thể tự tay làm và viết những thông điệp của mùa xuân rất là đẹp và dễ thương như thế này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mua các phụ kiện ở bên ngoài, hoặc là sử dụng chính những bao lì xì để chúng ta trang trí cho bình hoa, cũng làm cho bình hoa của chúng ta thêm đẹp và thêm ý nghĩa. Đúng vậy. Đó, bây giờ Tâm Anh nhìn nè. Chỉ cần một chút thôi, không khó, một chút thời gian, một chút tâm huyết của mình, một chút tấm lòng, một chút khéo léo để có được một bình hoa. Tâm Anh thấy đây, ta vừa hoàn tất xong bình hoa để đón xuân, với một chút khéo léo, một chút tấm lòng, một chút thời gian để ta đưa không khí của ngày Tết vào trong ngôi nhà của mình, và để gửi tặng đến những người thân của mình ấm áp, yêu thương và bình an. Và với sự hướng dẫn của cô giáo Phan Thị Ngọc Mai, Tâm Anh nghĩ rằng là tất cả quý vị ai cũng có thể thực hiện một bình hoa đẹp như thế này để chúng ta có thể trang hoàng cho ngôi nhà của mình nhân dịp Tết quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Tâm Anh xin chúc cho quý vị sẽ thực hiện được thật nhiều bình hoa đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hướng dẫn cắm hoa kỳ sau.